Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Đếm số nhãn hàng trên người Jennie, cổ có Chanel, mắt có Gentle Monster, nữ thần quảng cáo là đây chứ đâu. Choáng với thứ hạng debut phim Out của BTS trên Billboard Hot 100. Sau thời gian dài bị chê xuống sóc, em út của Itzy đã có sân khấu huyền thoại lấy lại phong độ. Ông chủ của BTS vào danh sách tỷ phú đô la. Một nam thần tượng thường xuyên khiến fan tự hỏi chỉ uống nước thôi mà sao cũng vất vả đến vậy. Và sau đây là nội dung chi tiết. Đếm số nhãn hàng trên người Jennie. Có thể nói Jennie chính là một trong số những idol đình đám nổi bật nhất hiện nay của làng giải trí K-pop. Minh chứng nằm ở chính việc cô nàng vô cùng đắt show quảng cáo. Theo thống kê xương xương từ fan thì dường như từ đầu đến chân của Jennie không có chỗ nào là không nhận quảng cáo. Hãng nào cũng cưng cô nàng như cưng trứng. Jennie đang là cái tên nổi đình nổi đám trong K-pop. Mọi item mà cô nàng diện đều nhanh chóng thành hot trend khiến dân tình thi nhau tìm mua theo. Chẳng thế mà Jennie cũng là con cưng của những nhà mốt lớn. Thương hiệu nào cũng muốn đưa cô về nhà. Về trang phục, Jennie đang là đại sứ của nhà mốt Chanel. Cô thường xuyên diện trang phục của hãng, từ outfit thường ngày đến đồ đi biểu diễn hay là đồ đi chụp hình tạp chí. Khi diện đồ Chanel, Jennie mang đến cảm giác vừa trẻ trung lại vừa sexy và thú vị. Về trang sức, Jennie gắn liền với những món trang sức của Chanel trong bộ sưu tập Coco Crush. Những item này cũng nhanh chóng thành hot item được nhiều bạn trẻ thi nhau tìm mua để diện giống Jennie. Jennie cũng đang là con cưng của thương hiệu kính mắt Gentle Monster. Hãng còn từng tung ra bộ sưu tập Gentle Monster và Jennie và mở hẳn cửa hàng pop-up The Gentle Home, đủ để thấy hãng có độ cưng chiều với thành viên Blackpink. Không phụ lòng Gentle Monster, những item cục mark Jennie cũng nhanh chóng thành hot item được nhiều bạn trẻ và KOL thi nhau sử dụng. Về phần nội y, Jennie từng gây bất ngờ khi diện những món nội y vừa gợi cảm vừa cá tính của Calvin Klein. Cô nàng là gương mặt đại diện của Calvin Klein và được ví von như Human CK, thánh sống của CK. Bên cạnh đó thì Blackpink nói chung và Jennie nói riêng đang là đại diện của Adidas. Cô thường xuyên đi giày của Adidas kể cả trong đời thường đến khi biểu diễn hay là chụp hình. Tiếp đến khoản make up, Jennie được Hera bao thầu quảng cáo cho cả son môi và cushion, kem nền của hãng. Thậm chí, theo thống kê từ Hera, nhờ Jennie mà những dòng sản phẩm này đã có doanh thu tăng vọt, được dân tình tìm mua không ngớt. Mới đây, Jennie còn vừa trở thành nàng thơ toàn cầu của Dancing Diva. Thương hiệu này chuyên về các sản phẩm chăm sóc tóc làm đẹp dành cho móng. Chưa dừng lại ở đó, Jennie còn đang là người mẫu quảng bá cho sản phẩm thuốc nhuộm tóc của Hello Bubble. Từ thống kê xương xương cũng đủ cho thấy rằng Jennie chính là cô nàng vô cùng đắt show quảng cáo ở thời điểm hiện tại. Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng được các brand đặt gạch quảng cáo. Choáng với thứ hạng debut phim Out của BTS trên Billboard Hot 100. Mới đây nhất, dường như BTS tiếp tục gây choáng váng thêm lần nữa với phim Out trên Hot 100. Vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 4 theo giờ Hàn Quốc, BTS chính thức phát hành phiên bản nhạc số và MV ca khúc phim Out. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh Nhật Bản Signal. Đồng thời cũng là track mở đầu trong album sắp phát hành của BTS tại xứ sở Hoa Anh Đào mang tên BTS The Best. Mặc dù là một ca khúc tiếng Nhật, nhưng vì BTS đang là một tên tuổi thuộc hàng top làng nhạc thế giới, nên nhóm vẫn nhận được nhiều sự quan tâm cho phim Out. Theo đó thì rất nhiều người đã dành lời khen ngợi cho ca khúc ballad này bởi nó thực sự chạm đến trái tim của người nghe. Không ít Kenneth còn đánh giá phim Out là ca khúc tiếng Nhật hay nhất từ trước đến nay của BTS. Vì sự ủng hộ nhiệt tình đó mà phim Out đạt được nhiều thành tích đáng kể, dù chỉ là một ca khúc mà BTS quảng bá tại Nhật Bản. Đứng đầu bảng xếp hạng Oricon của Nhật, đứng đầu bảng xếp hạng lượt tải bài hát của Billboard Spain, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Spain, lọt vào top 10 bảng xếp hạng iTunes của Mỹ, đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, vân vân. Tuy nhiên thì điều tuyệt vời hơn nữa là phim Out đứng trước cơ hội lớn để mở màn debut ngay tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Theo dự đoán của trang Talk of the Chart, trang nổi tiếng trong việc đưa ra Billboard Hot 100 Prediction, ca khúc phim Out có thể đạt thứ hạng 80 tại Hot 100 tuần tới. Thứ hạng 80 có thể là một thứ hạng không cao, nhưng xét riêng đến việc BTS chỉ quảng bá ca khúc này tại Nhật Bản, và đây lại hoàn toàn là một ca khúc tiếng Nhật, thì đây là một thành tích rất lớn. Trước đó, từng có một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Nhật lọt vào Hot 100 tại Mỹ,
Nhưng BTS thậm chí còn làm hơn thế. Chỉ cần phim Out hạ cánh tại Hot 100 tuần tới, bất kể thứ hạng nào, thì BTS sẽ ghi nhận những kỷ lục và cột mốc bên dưới. Sau thời gian dài bị chê xuống sắc, em út của ITZY đã có sân khấu huyền thoại lấy lại phong độ. Còn nhớ thời điểm ITZY ra mắt, Yuna là cái tên lạ lẫm nhất trong nhóm, thế nhưng cô nàng lại nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ vào visual hút mắt, gương mặt khả ái và cực kỳ nổi bật. Từ những ảnh teaser đầu tiên đến khi MV Dala Dala phát hành, Yuna xuất hiện giây nào là khiến mọi người phải trầm trồ giây đó và tấm tắc khen ngợi. Đặc biệt khi chính thức trình diễn trên sân khấu debut, cô nàng còn khiến khán giả sốc visual hơn nữa với mái tóc đỏ rực, xinh đẹp lộng lẫy hệt như nàng tiên cá, khiến cho cái tên Yuna lập tức lọt top tìm kiếm ngay sau đó. Fan cam của cô nàng cũng nhanh chóng cán mốc hàng triệu lượt xem, được Knet liệt vào danh sách những sân khấu debut huyền thoại nhất của K-pop. Thế nhưng sau đó thì JYP đã có một quyết định tai hại là xuống tay cắt mái cho Yuna, khiến cho nhan sắc cô nàng sụt giảm không ít. Đỉnh điểm là đến giai đoạn phát hành ca khúc Not Shy, stylist đã dìm không thương tiếc với kiểu tóc và layout make up kỳ cục. Fan than trời than đất, khán giả cũng tiếc thay cho visual đình đám ngày nào. Tuy nhiên dấu hiệu đáng mừng là JYP đã biết lắng nghe ý kiến của khán giả, cho Yuna trở về với mái tóc gây thương nhớ ngày xưa. Trên sân khấu K-Contact mới đây, Yuna đã trở về với mái tóc dài không mái. Chỉ cần vậy thôi là cái tên của cô nàng một lần nữa lại bùng nổ, thành đề tài trên các diễn đàn mạng. Macne của ITZY về lại với phong độ visual đỉnh cao. Cứ chụp đại màn hình tấm nào là tấm đấy cũng thần thái ngút ngàn. Sau chiếc fan cam làm mưa làm gió hồi debut, thì sự kiện này cũng nổi đình nổi đám chẳng kém, xứng đáng xếp vào top những khoảnh khắc huyền thoại của Yuna. Ông chủ của BTS lọt vào danh sách tỷ phú đô la. Vừa qua, Forbes công bố danh sách 10 tỷ phú IPO, và trong đó có sự xuất hiện của Bang Si-hyuk, chủ tịch công ty quản lý của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Bang Si-hyuk xuất hiện ở vị trí thứ 7 và là tỷ phú duy nhất làm việc ở lĩnh vực giải trí. Theo thống kê của Forbes, hiện nhà sản xuất âm nhạc người Hàn đang sở hữu khối tài sản là 2,3 tỷ đô. Forbes mô tả về Bang Si-hyuk như sau. Bang là người sáng lập ra công ty quản lý Big Hit, quản lý nhóm nhạc K-pop vô cùng nổi tiếng BTS. Ông đã niêm yết công ty trên sàn giao dịch Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2020, chỉ 2 tháng trước khi Big Hit IPO. BTS còn được gọi là The Beatles của thế kỷ 21, đã thành một nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với Dynamite. Đây cũng là bài hát đầu tiên của nhóm được hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Xuất phát điểm là công ty nghèo, mang món nợ hàng chục tỷ won, Big Hit nay đã đổi tên thành SYBE, có bước phát triển vượt trội sau khi BTS thành công ở thị trường quốc tế. Một nam thần tượng thường xuyên khiến fan tự hỏi, chỉ uống nước thôi mà sao cũng vất vả đến vậy. Suju luôn là một nhóm nhạc hài hước, điên loạn và bất trị nhất K-pop. Thậm chí họ còn xác định khẩu hiệu cho thực tế của riêng mình là có thể có những người ít điên hơn một chút, nhưng không có một ai là không điên cả. Và thực tế đã chứng minh, ngay đến cả những thành viên thường được xem là nhạt và thiếu muối nhất cũng có thể mang đến những giây phút cười lăn cười bò cho người hâm mộ. Trong tất cả các thành viên của Suju, thì Donghae là người được đàn anh lẫn đàn em cưng chiều nhất, mặc dù anh không phải thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm. Sở hữu những biệt danh như cá ngố hay cậu nhóc không bao giờ lớn, anh chàng nổi tiếng với tính cách khá ngại ngùng, rụt rè với người lạ, thậm chí là có phần hơi ngơ ngơ, như một đứa trẻ dù đã ngoài 30 tuổi. Và chính tính cách này của Donghae đã tạo nên những tình huống có một không hai, khiến anh chàng trở nên vừa đáng yêu vừa buồn cười trong mắt người hâm mộ. Nhiều fan hài hước cho biết Donghae thường xuyên gặp khó khăn trong việc uống nước. Có nhiều lúc anh chàng tự tin đưa luôn chai nước lên miệng trong khi chưa hề mở nắp. Nhưng tình huống bất hủ nhất của Donghae có lẽ phải kể đến việc anh chàng từng uống nhầm micro thay vì chai nước bình thường. Tất cả những sự cố này khiến cộng đồng ELF thường xuyên phải thốt lên rằng không hiểu sao nam idol của mình chỉ có việc uống nước thôi mà cũng vất vả đến vậy. Cùng xem lại toàn cảnh uống nhầm mic huyền thoại của Donghae. Tai nạn ngớ ngẩn này của Donghae khiến nạn nhân là Eunhyuk phải trợn tròn mắt hoang mang. Anh chỉ còn biết vừa cười vừa lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó Eunhyuk thậm chí còn phải mở lớp giáo huấn ngay trên sân khấu với bài học vô cùng đắt giá. Nước là để uống, còn micro là để nói chuyện. Với loạt tình huống ngớ ngẩn hết phần thiên hạ như vậy, không khó hiểu vì sao Donghae được xem là cục cưng của Super Junior cũng như với cộng đồng ELF. Nhiều fan còn hài hước cho rằng anh chính là vượng muối ngầm của Suju. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knew 24 giờ nhé.